Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là bệnh suy giáp, chúng ta nên ăn gì và kiêng gì. Và để trả lời câu hỏi này thì ngay bây giờ Thanh Rác mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 1 Mã Thuận Phát, đang công tác tại khoa nội tiết của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Phát ạ. Chào MC Thanh Rác cũng như là chào quý vị khán giả. Đầu tiên xin phép nhờ bác sĩ có thể cho mọi người biết đó chính là bệnh suy giáp là gì, căn bệnh này khác biệt như thế nào với bệnh cường giáp hoặc là bệnh bưu giáp thưa bác sĩ? Tuyến giáp là một cái tuyến nội tiết nằm ở vùng giữa dưới của cổ. Tuyến giáp tổng hợp và sản xuất ra học môn giáp có vai trò quan trọng trong chuyển hóa. Sự thay đổi học môn giáp đã ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể, như là ảnh hưởng tới quá trình điều hòa thân nhiệt, nhịp tim, suy nghĩ, cảm xúc, tiêu hóa và cả chức năng sinh sản. Thì bệnh lý suy giáp là một cái bệnh lý trong đó có sự tổng hợp môn giáp bị giảm đi, làm cho nồng độ học môn giáp trong máu thấp, ảnh hưởng đến những cái cơ quan và chức năng mà tuyến giáp điều hòa. Thì khác với suy giáp thì cường giáp là do sự tăng tổng hợp môn giáp, bưu giáp hay là nhân tuyến giáp để chỉ ra những cái khối u hay ở vùng tuyến giáp do sự tăng sản của tế bào tuyến giáp, mà không đề cập đến suy hay là cường chức năng tuyến giáp. Dạ, thưa bác sĩ Phát, về căn bệnh tuyến giáp này thường xảy ra trên nhóm đối tượng nào và cái độ tuổi nào thường gặp nhất căn bệnh này ạ? Suy giáp có thể gặp bất kỳ độ tuổi nào, có thể cả nam và nữ. Tuy nhiên bệnh thường gặp ở nữ giới và đặc biệt là người cao tuổi. Thì theo một số cái báo cáo đó thì tỷ lệ suy giáp ở người nữ lớn tuổi có thể lên đến 10%. Dạ. Thưa bác sĩ, vậy thì đối với căn bệnh suy giáp này có cái triệu chứng nào để bệnh nhân của mình nhận biết được liệu rằng mình có đang mắc phải căn bệnh hay không thưa bác sĩ? Thì đối với trong trường hợp bệnh lý suy giáp á thì những cái triệu chứng khá là mơ hồ. Thì tuy nhiên đây là một trong những cái triệu chứng có thể là gợi ý bệnh lý suy giáp, như là tăng cân, nhịp tim chậm, dễ cảm thấy lạnh, táo bón, trầm cảm, suy nghĩ chậm, mệt mỏi và yếu cơ, rối loạn kinh nguyệt, tóc khô, sơ yếu và da khô. Thì đó là những cái triệu chứng gợi ý có thể có suy giáp. Thì đối với những cái trường hợp này, bệnh nhân đến khám bác sĩ để tầm soát bệnh lý tuyến giáp. Dạ, khi mà bệnh nhân của mình có những cái dấu hiệu như bác sĩ Phát vừa chia sẻ, khi đến bệnh viện thì họ sẽ được làm những cái cận lâm sàng nào để mà chẩn đoán đúng bệnh thưa bác sĩ? Thì đối với bệnh nhân có những cái triệu chứng gợi ý suy giáp đó, thì khi khám thì bác sĩ thường sẽ cho xét nghiệm máu, bao gồm xét nghiệm TSH và FT4. Thì trong phần lớn các trường hợp suy giáp đó, thì TSH sẽ tăng rất là cao và FT4 sẽ giảm. Ngoài ra thì đánh giá nguyên nhân suy giáp thì bác sĩ có thể cho làm thêm những cái xét nghiệm như là siêu âm tuyến giáp nè, hoặc là cho xét nghiệm những cái kháng thể liên quan tới bệnh lý tuyến giáp. Dạ, thưa bác sĩ, các giải pháp điều trị suy giáp hiện nay như thế nào? Theo bác sĩ thì điều gì quan trọng nhất trong vấn đề chúng ta điều trị căn bệnh này? Hiện nay cái phương pháp điều trị suy giáp duy nhất là chúng ta uống những học môn giáp tổng hợp. Một cái điều quan trọng khi là sử dụng cái thuốc học môn giáp tổng hợp này là chúng ta uống vào thời điểm bụng đói, cách xa với lại thuốc và thức ăn ít nhất là khoảng 1 đến 2 tiếng. Và tuyệt đối là không sử dụng chung với lại những cái thuốc như là có chứa sắt hay là chứa canxi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự hấp thụ những cái học môn giáp này. Một cái điều quan trọng nữa là những người phụ nữ suy giáp đang điều trị ổn định mà dự định mang thai đó thì vẫn sẽ tiếp tục sử dụng những cái học môn giáp này trong cái giai đoạn mang thai. Chính vì vậy nếu bệnh nhân mà suy giáp mà nữ giới mà có triệu chứng mang thai đó thì nên đến khám bác sĩ để được tư vấn đầy đủ hơn về kế hoạch sử dụng những cái thuốc học môn giáp để điều trị suy giáp trong cái giai đoạn thai kỳ. Thưa bác sĩ, xin phép nhờ bác sĩ có thể cho biết đó chính là chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng như thế nào đối với bệnh nhân suy giáp? Người bệnh suy giáp thường bị thiếu các chất gì, nên bổ sung các chất này ra sao, và trong cái chế độ ăn uống của mình liệu rằng có còn hạn chế hay là tăng cường những cái nhóm thực phẩm nào hay không thưa bác sĩ? Thì như đã nói đó, thì bệnh lý tuyến giáp suy giáp đó thì nó thường có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là do bệnh lý tự miễn, hoặc là do cắt bỏ tuyến giáp, hay là do teo tuyến giáp chẳng hạn. Thì trong những cái tình huống này đó, tuyến giáp đã không còn hoạt động rồi. Chính vì vậy thì không có cái loại thực phẩm hay là nước uống nào có thể làm cái tuyến giáp hoạt động trở lại được hết.
thì quan trọng nhất á, là chúng ta vẫn phải uống cái thuốc hormone giáp để nó bổ sung cái lượng hormone giáp mà cơ thể không sản xuất được. Và cũng nhờ nhấn mạnh trong cái câu hỏi trước đó, thì khi mà sử dụng cái loại thuốc này thì chúng ta lưu ý là không sử dụng chung với lại thuốc hay là thức ăn. Thường là khi ngủ dậy thì chúng ta uống ngay, sau đó khoảng 2 tiếng sau, 2-3 tiếng thì chúng ta mới sử dụng những cái loại thuốc hay là thức ăn. Thì về cái chế độ dinh dưỡng đó, thì tôi nghĩ là như đã nói thì nó không có cái thuốc nào có thể làm cho tuyến giáp hoạt động trở lại được khi mà tuyến giáp là không hoạt động. Thì chính vì vậy thì chúng ta ăn uống đầy đủ dưỡng chất thôi, đầy đủ iốt trong cái chế độ ăn. Dạ, thưa bác sĩ Phát, đối với căn bệnh suy giáp, nếu như không được điều trị đến nơi đến chốn thì người bệnh sẽ có khả năng gặp phải những cái biến chứng nào thưa bác sĩ? Suy giáp tác động đến hầu hết các giai đoạn của cuộc đời. Nếu mà trong trường hợp thiếu hormone giáp trong cái giai đoạn bào thai đó, thì trẻ sinh ra có thể bị tổn thương thần kinh trầm trọng, ảnh hưởng đến phát triển tâm thần vận động. Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên đó thì bị suy giảm trí thông minh, chậm tăng trưởng và phát triển cũng sẽ không được toàn diện. Ở phụ nữ đó thì khi bị suy giáp thì sẽ bị rong kinh, khó mang thai, và khi mang thai thì dễ bị những cái biến chứng như là sảy thai, tiền sản giật, nhau bông non, băng huyết sau sinh. Ngoài ra thì đối với những người mà lớn tuổi đó thì suy giáp cũng ảnh hưởng rất là nhiều lên cái hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, và đặc biệt là có thể gây rối loạn lipid máu nặng, dẫn đến xơ vữa động mạch, gây ra những cái biến chứng như nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ. Dạ, cuối chương trình xin hỏi bác sĩ Phát, chính là đối với căn bệnh suy giáp này, liệu rằng chúng ta có thể phòng ngừa được bệnh hay không ạ? Hiện nay chúng ta không có một cái phương pháp nào phòng ngừa suy giáp. Cách tốt nhất là chúng ta nên ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt là đủ iốt. Tuy nhiên điều này thì cũng ít quan trọng tại Việt Nam hiện nay, bởi vì hầu như muối iốt đã được sử dụng rộng rãi, nên vấn đề thiếu iốt trong chế độ ăn thì gây ra cái tình trạng suy giáp đó, thì không còn nhiều nữa. Và điều quan trọng nhất để phòng ngừa suy giáp là chúng ta nên lưu ý những cái triệu chứng gợi ý suy giáp, như là thấy da khô này, tăng cân, chậm chạp vân vân, thì cần phải đến khám để có thể là phát hiện và điều trị sớm. Đối với những người cao tuổi, nếu là nữ giới đó, thì cần phải đi tầm soát bằng xét nghiệm, bởi vì những cái triệu chứng suy giáp đó, đôi khi nó không có rõ ràng. Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Phát trong số phát sóng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 1 Mã Tùng Phát chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.